Xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em Cường đây xin giới thiệu cho các bác một cái loại hộp đựng mồi dành cho các bác đánh ong lươn hoặc đánh lờ bắt quái. Có hai mẫu nha. Mẫu này là cái mẫu dọ cái hộp đựng mồi mà em bán phổ thông. Đây là bằng nhựa nha, cái ABS. Tất cả xung quanh của cái hộp đựng mồi bé này đều có những cái lỗ bé để cho khi cho mồi vào đây nó sẽ tan dần thì lan tỏa hết ra ngoài xung quanh. Đấy, hộp đựng mồi hiện tại cái hộp này em đang bán với 3.000 một chiếc nhé, 3.000 một chiếc. Còn đây hộp đựng mồi to này, hộp đựng mồi to này có lắp đậy dính liền luôn. Đây, tất cả xung quanh trên đầu và dưới tất cả đều có cái lỗ thông hơi, ở dưới đáy cũng có để cho khi để mồi vào nó sẽ tan dần lan tỏa xung quanh nhá. Đấy, em sẽ đo thực tế cho các bác này. Đây là cái này thì cao là tầm 8,5 phân, rộng là ở giữa tầm 5 phân, ở trên đầu là 5 phân rưỡi và dưới đáy tầm 4 phân rưỡi nhá. Đây, các bác xem thực tế nhá, 8 phân rưỡi. Đây, còn cái này là 6 phân và rộng là 2 phân rưỡi. Đấy, hộp đựng mồi to thì em đang bán với giá là 5.000 một chiếc. Còn hộp đựng mồi to bé là 3.000 một chiếc thôi. Hộp đựng mồi to này người ta thường sử dụng vào những cái lồng bắt quái đánh biển hoặc những cái lồng bắt quái đánh sông, không để được dọ vào đánh mồi lươn nhá. Đấy, các bác có thể sử dụng mồi viên như em đang cầm đấy, nhét tầm 3-4 viên vô đây. Đấy, hoặc mồi các bác tự chế, cái này rất dễ sử dụng. Đấy, lắp vào thôi và cho vào cái lồng bắt quái. Đấy, cái này mới ra nhá, cái lồng mồi, cái hộp to này em mới ra. Đấy, cái hộp to này thì nó mới ra, thì có nhiều bác các phải đánh biển, cái trình ấy, người ta cứ hỏi em thì em hôm nay em nhập về. Là cái hộp đựng mồi bé là 3.000, mồi to 5.000 nhé. Đấy, còn mồi còn ra có những loại mồi trên kênh YouTube này em cũng đã đăng rồi. Đấy, mồi 10.000 gói, 5.000 một gói, mồi nước, mồi tôm, cua lươn đều có nha. Các bác nào mua hàng alo em. Đấy, hộp đựng mồi bé 3.000, hộp đựng mồi to 5.000 nha anh em nha.